Alo, xin chào anh em quay trở lại căn Phúc Việt ô tô cũ anh chị nha. Trong buổi sáng hôm nay em tiếp tục cập nhật những mẫu xe mới về có mặt tại cửa hàng bên em. Cũng rất là nhiều xe, tầm khoảng 100 đến 500 triệu quay đầu. Anh chị em nào có nhu cầu mua xe cũ thì có thể tới trực tiếp cửa hàng bên em, số 965 đường Lê Hồng Phong, khu phố Tân Phước, phường Tân Bình, Dĩ An, tỉnh Bình Dương để xem xe anh em nha. Thì trong buổi sáng hôm nay em tiếp tục giới thiệu cho anh chị các bạn một mẫu Hyundai i10. Chiếc này sản xuất 2016, phiên bản số sàn, động cơ 1.2 và chiếc này là bản đủ anh em nhé. Với một tập mức giá cũng rất là hợp lý cho anh chị các bạn, tầm nhô hơn 200, dưới 300 triệu. Thì anh em nào mà đang quan tâm mẫu Hyundai i10 cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu, bền bỉ, và trong thời gian vừa qua thì em cũng mà nói chung là cũng đề tài rất là nhiều xe dòng i10 Morning cho anh chị các bạn khắp các tỉnh thành. Xe về xe nào thì hết xe đó anh chị nhé, và em cũng đang cần nhập thêm số lượng i10 rất là nhiều. Chiếc này sơn xi màu bạc, mang biển 65A, và hiện tại mẫu xe này thì em đang chào bán mức giá là 265 triệu đồng. Bản đủ nha anh chị nhé, bản đủ thì trang bị đầy đủ tính năng như hệ thống phân ABS, túi khí an toàn, xi nhan tích hợp gương, la chăng đúc, với mức giá là 265 triệu đồng. Anh chị có thể sở hữu ngay một mẫu xe đi cực kỳ là bền bỉ cũng như tiết kiệm nhiên liệu. Đó là mức giá rất hợp lý cho anh em nào mà đang trong nhịp đợt này xăng lên rất là cao và muốn sở hữu một chiếc xe để đi gia đình hoặc trả dịch vụ. Chiếc này sản xuất đời 2017. 2017 thì có thể đăng ký ục ráp hoặc trả dịch vụ thì rất hợp lý rồi. Đó. Sơn xi bên ngoài màu bạc anh chị nhé, không có bị chảy xước hay là bị cấn đụng gì. Chiếc này thì bên em cũng có bảo hành phần máy cho anh em tầm khoảng 3 tháng nha. Những chó đèn của nó này, đèn pha, đèn gầm còn rất là sáng luôn. Đây. Đó, rất là bóng bẩy nha. Sơn xi bên ngoài thì có những chỗ mà nó bị chày thì bên em có giảm tút qua rồi. Về mâm lốp thì có 4 mâm đúc, có hệ thống phân ABS. Lốp gai cũng còn rất là dày nha anh chị nhé, lốp gai dày nhé. Đó, 4 lốp dày. Nó như là có vẻ chắn mưa này, rồi nẹp chân kín này. Đấy, trang chủ trước trang bị đầy đủ hết rồi. Đây này là có mở cửa thông minh nha. Đó. Cửa đóng chắc chắn nha. Với tầm giá 265 triệu bên em bán bao rút hồ sơ cho anh chị bạn nhé, rất hợp lý, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu. Mức tiêu hao của dòng này thì nó tầm khoảng 5 đến 6 lít trên 100 km đường hỗn hợp. Đó. Phía sau này có 4 cảm biến này. Đó, phía sau có 4 cảm biến này, chó đèn hậu phía sau còn rất đẹp nhé. Anh em nếu mà muốn chạy trải nghiệm chiếc xe này thì có thể tới trực tiếp cửa hàng bên em để đi chạy trải nghiệm chiếc xe này. Số hotline thường lệ của em là 0969711141. Và khi anh em nào mà xem được video này thì đừng quên ủng hộ cho em một nút đăng ký, một nút like nhé, để được cập nhật và theo dõi những mẫu xe mới tại cửa hàng bên em. Đây về phần keo chỉ này, đấy keo chỉ em sẽ quay cho anh em xem còn nguyên bản nguyên zin nhá. Xe này không lỗi, màu bạc zin. Đấy. Xe này thì chất xe thì còn rất đẹp, phần túp ly này. Đấy, túp ly này, những nút bấm này. Đấy anh em xem. Đấy, vẫn còn rất là mới. Bên trong thì được bọc lại nội thất màu ghế da màu kem rồi anh chị nhá, ghế da màu kem. Trần bọc chống nóng 5D. Và vô lăng này anh chị. Đây, vô lăng thì vô lăng được may lại nhé, may da lại này. Phụ số này, đây, phụ số nha. Đấy, còn rất là đẹp, có hệ thống cái này đề nổ ta tốt. Trên này thì nó cũng tích hợp với cái cầm, như cái này là cái gương tích hợp cầm lùi ở trên rồi. Đấy. Với mức giá 265 triệu là em đã bao rút hồ sơ cho anh chị nhé, và có hỗ trợ giao xe trong vòng bán kính tầm khoảng 100 km. Đây,
keo chỉ cánh cửa sau nhé, đấy thẳng tắp luôn, đấy, rất là đẹp. Đây phần tập ly này, đấy, anh em xem. Rồi. La răng này, bốn la răng còn đẹp nha anh chị nhá. Đây, bốn la răng này. Đấy, lốp gai dày. Xe này thì anh chị các bạn mua về sẵn đi thôi chứ không cần phải làm gì thêm. Mua lốp này. Để em quay cái phần gầm cho anh em nhá. Đây gầm bể này. Đấy. Thì phần ba mô lốp này là nó cũng đang còn ngon nha, không có bị sụp gầm gì nhá. Đấy, gầm bể chắc chắn. Đây, những cái chó đèn này, đèn gầm này, rất là mới luôn cái phần cản này. Đó, anh em xem, đấy, còn rất là đẹp luôn cả những chó đèn này. Chó đèn này 2017 còn zin của nó nha, đấy, còn rất là mới này. À, đăng kiểm đến tháng 1 2023, đăng kiểm dài miên man luôn. Đấy, thì với chất xe này thì anh chị các bạn mua về sẵn đi thôi, không cần phải làm gì thêm nhé. Bốn lốp này. Đó, em sẽ quay chi tiết cẩn kỹ cho anh chị bạn. Sẽ đi vào cái phần cốp nhé. Cái phần cốp sau này cũng khá rộng. Đây phần cốp sau. Đây. Đó. Lốp sơ cua này còn đầy đủ hết nha, cái này được dán cách âm cách nhiệt hết rồi đấy, khá rộng, cái này khá rộng để chữa đồ chữa hàng hóa. Còn đây nắp cốp cái những con ốc này còn nguyên hết này, keo chỉ còn nguyên này, đấy, anh em thấy không, đấy, keo chỉ còn nguyên này. Đó, thì không có một vấn đề gì. Xe này thì em bao anh chị các bạn là không cấn đụng không gặp nước nha, cho nên chỉ các bạn mua xe thì có cái cửa hàng thì có những thắc mắc khiếu nại thì có thể tới trực tiếp cửa hàng bên em để mình làm việc. Đó, mình mua trôi nổi trên mạng thì mình không biết, chứ còn bên em thì có địa chỉ cụ thể rõ ràng. Chỉ các bạn có thể là có những khiếu nại thắc mắc sau này thì có thể tới tận nơi trực tiếp cửa hàng bên em để giải quyết nha. Cho nên anh chị các bạn cũng yên tâm. Đó, có màn hình nghe nhạc CD đầy đủ hết nha. Những nút bấm này. Đấy, vẫn lên xuống hoạt động bình thường. Máy nổ cực kỳ êm nha. Ơi anh em xem nha, máy này. Đấy, máy thì cũng được vệ sinh sạch đẹp hết rồi. Máy cực kỳ là êm. Với dòng 2017 này thì i10 này chạy cực kỳ là bền rồi và tiết kiệm nhiên liệu, thì anh em cứ yên tâm mua về sử dụng, bên em có bảo hành máy móc. Đấy, máy thật đẹp nhé, giá thì cũng luân quanh 265 triệu, rất hợp lý cho chị bạn sở hữu một xe gia đình hoặc mua kết hợp dịch vụ. Đấy, quá ngon anh em ạ. Nắp cấp bồ nó này. Đây, giá công khai tại cửa hàng này. Cũng còn bớt một ít lọc cho anh em thiện chí mình tới mình xem xe nhé. Còn rất là nhiều i10 thì em còn bản thiếu có, bản đủ có, chiếc này bản đủ anh em nhé. Còn bản thiếu thì rẻ hơn. Nhưng mà nếu mà bỏ thêm một ít tiền thì lấy chiếc bản đủ này thì nó trang bị đầy đủ tính năng hơn trên xe. Thì có hệ thống ABS túi khí này kia thì nó an toàn hơn cho mình nhé. Đó thì cũng cảm ơn anh em là rất là nhiều đã theo dõi video này, và đừng quên like cho mình một like nhá, cho mình một nút đăng ký nha. Vâng, xin chào, hẹn gặp lại.